khủng long có thực sự lấy đi 100 năm tuổi thọ của loài người. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa mà muôn loài, trong đó có con người, đều không thể nào thoát khỏi. Thế nhưng, mỗi loài lại có một tuổi thọ rất khác nhau. Điều ngạc nhiên là tại sao con người vốn tự nhận là loài tiến hóa thành công nhất, nhưng tuổi thọ lại quá ngắn nếu so với loài rùa. Đây là một trong rất nhiều ý kiến tranh cãi về kết luận khủng long đã lấy đi của loài người 100 năm tuổi thọ của tiến sĩ Michael Hess ở Đại học Birmingham được công bố. Chi tiết về những nghiên cứu và công bố này là gì, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé! Không tồn tại song song, nhưng khủng long đã gián tiếp tác động đến tuổi thọ của loài người. Loài người có thể đã sống được đến tuổi 200 nếu không vì một sự kiện lấn át môi trường sống gây tắc nghẽn tuổi thọ xảy ra với các loài tổ tiên. Đó là những kết luận từ một nghiên cứu mới được dẫn đầu bởi tiến sĩ Joao Pedro de Miguel Hess từ Đại học Birmingham nước Anh. Điều này cho thấy loài người và nhiều loài cùng tổ tiên khác đã bị tước bỏ một số gen trường sinh. Theo Science Alert, một trang tin tức và ấn phẩm trực tuyến được điều hành độc lập, xuất bản các bài báo về nghiên cứu khoa học, khám phá và kết quả thì cho biết, điều này xảy ra với dòng dõi động vật có vú Eutheria, một trong hai nhánh của lớp thú đã được phân tách từ đầu kỷ phấn trắng hoặc cuối kỷ Jura. Eutheria là tổ tiên của loài người cùng vô số động vật khác vẫn đang tồn tại ngày nay. Michael Hess phân tích, khi khủng long thống trị trái đất, các loài động vật có vú nhỏ hơn cần có khả năng sinh sản nhanh chóng để tồn tại. Điều đó có nghĩa là các gen có tuổi thọ cao hơn có thể đã bị loại bỏ khi quá trình tiến hóa. Cụ thể như sau, một số loài động vật có vú đầu tiên xuất hiện trên trái đất buộc phải sống ở cuối chuỗi thức ăn và có thể đã trải qua 100 năm triệu năm sống dưới bóng khủng long và chúng buộc phải chọn cách tiến hóa để tồn tại thông qua quá trình sinh sản nhanh chóng. Ông cho rằng khoảng thời gian dài sống trong áp lực tiến hóa đó đã tạo ra tác động vẫn còn dư âm đến cách con người chúng ta già đi ngày nay. Nghiên cứu này đã lưu ý rằng tổ tiên rất xa xưa của loài người trong dòng động vật có vú Eutherian dường như đã mất một số enzyme vào khoảng thời kỳ khủng long thống trị trái đất. Đây là những enzyme sửa chữa những tổn thương do tia cực tím gây ra. Điều thú vị là ngay cả thú có túi và thú đơn huyệt, những loài thú đời đầu vẫn còn những đặc tính sót lại của bò sát, cũng thiếu ít nhất một trong ba loại enzyme sửa chữa tia cực tím, được gọi là photolyse. Thật khó để nói liệu điều này có liên quan đến tuổi thọ tương đối ngắn của chúng ta hay không. Một khả năng về sự mất mát này là thời kỳ đó, động vật có vú sống chủ yếu về đêm để an toàn hơn. Về đêm, động vật săn mồi là những động vật máu lạnh như khủng long không hoạt động, nên động vật có vú sống về đêm lâu ngày không cần phát triển các gen chống lại ánh mặt trời. Hàng triệu năm sau, con người đang phải tự bù đắp điều đó bằng kem chống nắng. Đó là một ví dụ về cơ chế sửa chữa và phục hồi mà lẽ ra con người cũng có, nhưng ở tổ tiên xưa bị mai một bởi sống về đêm quá lâu. Ngoài ra, còn có những dấu hiệu khác, lấy răng làm ví dụ, một số loài bò sát gồm cả cá sấu có thể tiếp tục mọc răng trong suốt cuộc đời của chúng. Rõ ràng, con người không thể như vậy một lần nữa, có lẽ đó là kết quả của quá trình chọn lọc di truyền có niên đại hàng trăm nghìn năm. Michael Hess cũng cho biết, chúng tôi thấy những ví dụ trong thế giới động vật về khả năng sửa chữa và tái tạo thực sự đáng chú ý. Nhưng đối với những động vật có vú thời kỳ đầu, may mắn không trở thành thức ăn của khủng long bạo chúa, thông tin di truyền đó lại không cần thiết. Tất nhiên, một số loài động vật có vú cũng có khả năng sống trên một thế kỷ như cá voi và con người. Nhưng đó là những trường hợp hiếm hoi, trong khi cá voi sống chủ yếu dưới nước nên thoát ánh mặt trời thì con người ở một dạng khác. Con người ngày nay có vẻ tăng độ tuổi sinh sản và tuổi thọ, nhưng thực ra đó là nhờ có y học và đạo lý người trẻ khỏe lao động, nuôi người già yếu, can thiệp. Còn chỉ mới vài nghìn năm trước thì tuổi thọ của con người cũng rất thấp. Hiểu thêm về các yếu tố đằng sau sự lão hóa luôn hữu ích trong việc chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác như chứng mất trí nhớ và đột quỵ hay giả thuyết di truyền đằng sau, nút thắt cổ chai tuổi thọ có thể dạy chúng ta nhiều điều hơn ở đây. Chốt lại ở cuối bài công bố, Michael Hess nhận định, mặc dù hiện tại chỉ là một giả thuyết, nhưng có rất nhiều góc độ hấp dẫn để triển khai nghiên cứu sâu hơn. Chẳng hạn cơ chế ung thư xảy ra ở động vật có vú nhiều hơn các loài khác do quá trình lão hóa nhanh chóng.
Sau khi bài công bố về nghiên cứu này được công bố thì đã có không ít ý kiến trái chiều, nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là một giả thuyết khoa học có thể để tham khảo, còn đối với mình, 100 năm cuộc đời là quá đủ để chúng ta tận hưởng mọi thứ rồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.